hỏi: "Tại sao các học giả Phật giáo lại bảo rằng Kinh Lăng Nghiêm là giả?" Đáp: "Tại vì Kinh Lăng Nghiêm nói lên những lời quá chân thật. Kinh nói rõ đến tận gốc các tật xấu của con người, khiến cho bọn yêu ma quỷ quái không nơi lẩn trốn mà phải hiện ra nguyên hình. Bởi thế, họ không thể không nói Kinh Lăng Nghiêm là giả. Vì nếu nói là thật, thì một là họ không làm nổi, hai là họ không thể thủ trì bốn điều răn dạy thanh tịnh, và ba là họ cũng không thể tu theo 25 pháp môn viên thông." Hỏi: "Lần đầu tiên tham gia khóa Phật thất vào tuần rồi, thế mà con lại khóc. Thỉnh xin hỏi sư phụ, có phải vì con có nghiệp chướng nặng nề nên con mới chảy nước mắt như vậy? Con chỉ mới bắt đầu học Phật thôi." Đáp: "Khóc hoặc giả gì con cảm thấy ở ngoài đời gặp nhiều chông gai trở ngại, cho nên có chút giác ngộ rồi khóc đó thôi." Hỏi: "Một, làm sao để điều phục được sự lo sợ trong tâm? Hai, có phải khi trì chú thì dễ bị ma thử thách? Có phải là dễ bị lâm vào cảnh tham pháp? Và làm sao cho tâm tánh được ổn định vững vàng để chuyên tâm niệm Phật?" Đáp: "Một, vô duyên vô cớ mà run sợ khủng hoảng, tức trong tâm con có ma đấy. Hai, hãy chuyên tâm niệm Phật và ăn ít lại một chút." Hỏi: "Xin sư phụ cho một định nghĩa rõ ràng về tham sân si. Sư phụ có bệnh tham sân si không?" Đáp: "Chú lo chi lắm chuyện dẫn dơ đó để làm gì? Tôi cũng đâu có bảo chú nhất định là phải bỏ tham sân si. Tôi chỉ nói vậy thôi. Tại sao chú lại hỏi tôi chứ?" Hỏi: "Phải chăng đốt giấy tiền vàng bạc có in kinh chú thì có hiệu lực hơn?" Đáp: "Đốt thì thành ra tro, biến thành tro rồi thì tôi làm sao biết được có hiệu lực hay không chứ? Nếu nói có hiệu lực thì chẳng lẽ những người Tây Phương không đốt giấy tiền vàng đều là ma đói hết hay sao?" Hỏi: "Học võ thuật và thái cực quyền có giúp ích cho việc tham thiền tu đạo không?" Đáp: "Nhất thiết duy tâm tạo, chỉ cần biết dùng nó thì nó có ích lợi, còn như không biết dùng thì có hại. Nếu học võ đến độ nhuần nhuyễn, tức sẽ giúp cho tâm niệm quý vị được nguyên nhất và dễ nhập định. Chỉ cần không khởi vọng tưởng thì dù làm việc gì đối với sự tu đạo cũng đều có ích lợi." Hỏi: "Mỗi lần tụng kinh và niệm Phật, con cảm thấy thân thể nóng rần, thậm chí toàn thân như bị sưng phù lên. Những hiện tượng đó có phải là vì tự tánh vi trùng của con sống lại không?" Đáp: "Bởi vì chú căng thẳng nên mới có tình trạng như vậy. Nếu chú không căng thẳng hồi hộp, không giả bộ gượng gạo thì sẽ không có cảm giác như thế." Om ha ha ha, Un sam mo di so ha ha.